Đoạn phim này cho thấy giới chức Bulgaria sử dụng vụ nổ có kiểm soát để phá hủy chất nổ trên thiết bị gắn với máy bay không người lái UAV. Chiếc máy bay này được cho là có liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, mặc dù không rõ nó đến từ đâu. UAV được tìm thấy vào hôm 17 tháng 9 trên bờ của một thị trấn nghỉ mát ở Biển Đen thuộc Bulgaria. Ngày hôm sau, một đơn vị quân đội Bulgaria đã kiểm tra địa điểm và xác định rằng không thể di chuyển UAV khi nó vẫn còn gắn chất nổ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng của quốc gia thành viên NATO này, có thể cho rằng chiếc UAV có liên quan đến chiến sự ở Ukraine. Đầu tiên, chúng ta đang nói về một chiếc máy bay không người lái. Có thể nó đã rơi xuống nước, nhưng tôi chưa thể nói rõ vào lúc này. Ông lưu ý rằng xung đột đang mang lại rủi ro ngày càng gia tăng cho an ninh của Bulgaria. Máy bay không người lái bị bỏ rơi ở cách biên giới Romania khoảng 65 km về phía nam và đối diện với bán đảo Crimea ở bên kia Biển Đen. Đây là bán đảo mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Crimea là một mục tiêu mà Ukraine tấn công thường xuyên. Tuần trước, nhiều mảnh vụn nghi của UAV đã được tìm thấy ở Romania sau khi xảy ra một cuộc tấn công của Nga vào cảng sông Danube của Ukraine đối diện Romania. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.